iPhone 13 Pro Max giá bây giờ là khoảng khoảng 28 triệu đồng Samsung Galaxy S22 Ultra giá niêm yết ban đầu 33 triệu đồng Xiaomi 12 Pro 28 triệu từ ngày ra mắt Oppo Find 5 Pro ôi sồi ôi 33 triệu giá công bố và gần đây nhất Vivo X80 Pro 30 triệu đó à, mình đọc rất nhiều comment của các bạn về việc là các cái mẫu điện thoại Trung Quốc này này ngày càng ngáo giá Công nhận, bây giờ những cái mẫu flagship của Oppo, Xiaomi hay Vivo hoàn toàn sẽ có một mức giá ngang hàng với cả cái dòng điện thoại cao cấp nhất của Apple là iPhone hay là Galaxy S, à, trước kia có cả Galaxy Note series nữa. Ngáo giá hay là đáng giá ta? Đầu tiên này, cái mức giá mình nói ở đầu video ấy, nó là giá bán công bố, giá niêm yết nhưng mà đó chắc chắn không phải là cái số tiền các bạn cần phải bỏ ra để mua được những chiếc điện thoại như là Galaxy S2 Ultra, Xiaomi 12 Pro, Oppo Find 5 Pro hay là Vivo X80 Pro. Chúng ta sẽ có những chương trình tặng quà và lúc đó thì chúng ta sẽ có những mức giá nó tốt hơn khá là nhiều so với con số loanh quanh là khoảng ngưỡng 30 triệu mà À, tương đương với cả cái chiếc iPhone 13 Pro Max ở đây. Ngay bây giờ các bạn có thể click vào link ở dưới phần mô tả video để tham khảo tại Samsung S mà xem. Ví dụ như chiếc X80 Pro này giá niêm yết là 30 triệu, nhưng mà các bạn khi mua hàng thì sẽ có được giảm 3 triệu khi thanh toán qua Moca tặng phiếu mua hàng 3 triệu thêm nữa giảm một phần trăm cho thành viên S member mở thẻ tín dụng thì sẽ nhận e voucher vân vân và vân vân nói chung là những cái mẫu máy này sẽ có những cái phương pháp để các bạn phải trả ít số tiền hơn so với những cái giá niêm yết của nó còn iPhone thì <laughs> các bạn hiểu rồi đấy khoảng hơn một nghìn đô nước ngoài còn về Việt Nam thì bạn khoảng 28 cho tới 29 triệu trong hộp còn không có tặng kèm sạc cơ. Có mỗi cái dây thôi. Thế thì tại sao họ phải đặt ra một cái mức giá như vậy? câu chuyện đơn giản thôi đó chính là về phân khúc thật ra là khi review những mẫu điện thoại nói riêng hay là các sản phẩm công nghệ nói chung mình thấy các bạn hay là kể cả mình nữa rất hay để ý đến tới một cái yếu tố là p trên p hiệu năng trên giá thành cái giá trị của nó mang lại cho các bạn so với giá thành các bạn phải bỏ ra thì thường là người dùng chúng ta sẽ quan tâm tới cái đó nhất cho nên là nếu mà nói về chia phân khúc của điện thoại ấy, thì nó cũng sẽ hơi khó nhẹ một chút bắt nguồn từ việc là trước kia cả ở Trung Quốc họ đã giảm cái mức giá của điện thoại rất là nhiều để có thể là tiếp cận được nhiều người dùng hơn và chiếm được thị phần chiếm được số đông người dùng và trước các hãng Trung Quốc ấy, thì Samsung là một cái ông chùm đi đầu trong cái khoản này luôn một loạt các máy đẻ ra các dòng máy con máy nhỏ do đó thì khi họ ra mắt những cái dòng sản phẩm cao cấp flagship thì họ sẽ phải để những mức giá rất là cao để người dùng hiểu được à đây là cái phân khúc máy cao cấp nhất chúng tôi đang bán và nó tương đương với cả Apple chúng tôi cạnh tranh được chứ không phải đây là một cái máy giá rẻ nó đâu đó cũng là một cái vấn đề mà chính các hãng Trung Quốc gây ra và bây giờ họ đang phải cố giải quyết ví dụ như là cái ông Xiaomi này mình nhớ cái sự kiện ra mắt uh, Mi 11 ấy thì họ đã so sánh con Mi 11 này với cả là iPhone 12 Pro về mặt thông số cấu hình, về mặt kích thước màn hình, tần số quét rồi cuối cùng họ chốt lại một cái là giá của họ rẻ hơn rất nhiều. Nhưng mà Đấy các bạn thấy không? mấy ông này toàn mang cấu hình ra để khè xong rồi đôi khi là nhảy từ phân khúc dưới lên phân khúc trên ai sẽ biết mức giá của con mi 11 đấy là tương đương với cả iphone 12 nhưng mà ông ấy cứ phải cố so lên iphone 12 pro xong rồi sau đấy ra đến mi 11 pro mi 11 ultra cũng so với 12 pro hay là so với 12 pro max cho nên là đôi khi nó hơi bị loạn một chút về cái phân khúc này mà chính các hãng trung quốc họ đang tìm cách để gọi là định hình lại trong tâm trí người dùng sau khi người dùng đã biết được cái máy mà các bạn cần mua sẽ là máy cao cấp thì họ sẽ có những chương trình giảm giá tặng quà hay là trừ quà để giá tốt hơn để có thể kích cầu và để có thể gọi là đánh mạnh một lần nữa và tâm trí rằng à cái máy này giá gốc nó rất đắt nó là phân khúc cao cấp nhưng mà các bạn có thể mua nó với mức giá rất rẻ ngoài ra có một cái lý do nữa mà mình nghĩ nói thế này thì có thể hơi phiến diện nhưng mà mình nghĩ có khoảng 3 mẫu máy ở trên bàn đây trên tổng số 5 mẫu máy được sinh ra không phải là để bán đúng đúng nó có được bán ra ngoài thị trường nó có mức giá niêm yết có rất nhiều chương trình ưu đãi nhưng đối với cái hãng sản xuất nó thì mình nghĩ đây sẽ không phải là một mẫu máy mà họ thật sự là họ muốn tập trung vào, họ quan tâm tới doanh thu để lại mà họ ra những cái mẫu máy này với những cái mục đích khác. Ví dụ đó chính là những sản phẩm chim mồi. Ở đây mình muốn nói tới là Xiaomi 12 Pro hay là chính chiếc Vivo X80 Pro này đi. Nó được ra mắt với một mức giá rất cao với tất cả những cái công nghệ rất là đỉnh cao nhưng ra mắt cùng nó sẽ là những người đàn em như là X80 như là Mi 12 nó kém một chút về mặt tính năng nhưng mà thông số thì chắc chắn là vẫn sẽ ngon hơn mấy cái con iPhone để còn so sánh nha đấy thông số kỹ thuật lúc nào cũng phải hơn và quan trọng nhất là cái mức giá của nó sẽ giảm rất nhiều so với cả những người đàn anh của nó lại một lần nữa là đánh tới cái tâm lý của người tiêu dùng gọi là tạo tiếng vang để khiến người ta chú ý tới dòng sản phẩm này và sau khi người ta chú ý đến cái dòng sản phẩm này thì họ sẽ tập trung vào cái sản phẩm đáng mua có giá thành trên hiệu năng tốt hơn p trên p cao hơn còn lý do thứ hai đó chính là để khoe công nghệ. Cái sản phẩm mình muốn nhắc tới ở đây đó chính là Oppo Find X5 Pro. Nó được bán ra với mức giá là khoảng 33 triệu đồng và kể cả bây giờ mình tham khảo tại rất nhiều những đại lý thì cái mức giá này của nó gần như là không thay đổi quá nhiều. Và Oppo đã mang lại đây những cái gì? Một màn hình quad HD+ 10 bit màu, chất lượng rất là tuyệt vời. Một cụm camera được hỗ trợ bởi con chip Mari Silicon X, mình nghĩ nó hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với iPhone, với Samsung, với Xiaomi hay bất kỳ một ông flagship nào đang có trên thị trường cả. Một cái tốc độ sạc 80W nhanh và một cái thiết kế cực kỳ sang trọng và họ không giảm giá bởi vì đơn giản họ muốn đặt cái mẫu máy này ở đây là một cái gọi là biểu tượng để họ thể hiện rằng là à chúng tôi cũng có thể làm được những cái công nghệ cao cấp như vậy và chúng tôi cũng có bán những cái mẫu điện thoại cao cấp như vậy nếu các bạn muốn mua chúng tôi hoàn toàn có thể cung cấp và những cái mẫu điện thoại của chúng tôi giá ngang bằng với iPhone và chất lượng nó còn cao hơn nữa và đó các bạn có thấy từ nãy đến giờ mình nhắc tới iPhone hơi nhiều không bởi vì tất cả là tại cái ông này này Tự dưng ngày xưa flagship nó chỉ là khoảng loanh quanh 700, hơn 700 đô thôi. Và những cái dòng flagship killer của Xiaomi nó sẽ có mức giá khoảng 500 đô nhưng mà chất lượng nó cao hơn rất nhiều. Nhưng từ ngày ông ấy ra iPhone X, ông ấy đặt một con là iPhone 8 Plus, vẫn khoảng 700-800 đô. Xong rồi iPhone X, iPhone 10 ấy là 1.000 đô. Giá nó loạn tùng phèo hết cả lên. Thế là mấy cái ông Trung Quốc này cũng phải chạy theo. Tất cả chỉ vì là chúng tôi muốn có một cái vị trí, chúng tôi muốn có một cái thương hiệu gọi là cạnh tranh sòng phẳng với cả Apple với cả iPhone chúng tôi cao cấp hoàn toàn tương tự thậm chí là còn xịn hơn nữa <laughs> ok thế thì đó là suy nghĩ của mình còn các bạn nghĩ sao đừng quên để lại comment ở bên dưới nha xin chào và hẹn gặp lại